Liên quan đến sự việc hai phóng viên báo giao thông là Vĩnh Phú và Linh Hoàng bị nhóm côn đồ lạ mặt hành hung tại quán cà phê MT đường Lã Xuân Oai, khu phố Phước Hiệp, phường Long Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh phải nhập viện vào chiều 8 tháng 6. Sáng nay, công an quận 9 đã phối hợp cùng các chiến sĩ trinh sát kỹ thuật hình sự và các đơn vị có liên quan tiến hành dựng lại hiện trường điều tra sự việc trên. Tại quán cà phê, công an, đại diện viện kiểm soát và các cơ quan chức năng đã lắng nghe hai phóng viên bị hành hung trình bày lại sự việc. Các điều tra viên đã đo đạc, vẽ và lấy lời khai của các nhân chứng. Công an cũng đã đến tận nơi hai phóng viên ẩn nấp khi bị nhóm côn đồ truy đuổi là bờ sông cách đó 500m. Được biết, kết quả của cuộc thực nghiệm này sẽ được tổng hợp để làm cơ sở phục vụ cho công tác khởi tố vụ án. Bên cạnh đó, ban biên tập báo giao thông cũng đã có công văn gửi đến công an thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan chức năng yêu cầu điều tra làm rõ sự việc để bảo vệ quyền lợi của phóng viên. Đồng thời, đại diện báo giao thông còn yêu cầu công an làm rõ hoạt động bảo kê giang hồ lộng hành với hai phóng viên bị đánh ngay sau khi báo giao thông đăng tải video clip phản ánh tình trạng xe quá tải hai người hoạt động trên đường ngoài.